rồi. Chăm sóc ngoại thiệt là kỹ ra nghe. mấy con cá này còn nhỏ chắc là chiên giòn ha mẹ. Ừ, chiên xù. Chiên xù. Ừ. Cũng nhiều quá nè. Nãy mẹ lấy mấy con bự ra rồi phải không? Ừ, mẹ lấy 10 con. Cái đó. 10 con hả? Ừ, hay lấy nữa. Chắc được rồi. Để có giờ ai ăn đâu. Nướng cho Sơn ăn nhé. Dạ, nướng của bánh tráng đi. Ừ, có mắm nem. Có mắm nem kìa. Ừ. Dạ. Ừ, Sơn cực quá. Ăn bù lại. Bây giờ mình sẽ nướng trùi nữa. Ờ, mẹ cho muối vô hả? Ừ. Ra nhớt không? Ôi nó nhảy ra, nó nhảy ra. Nó mặn nó nhảy ra. Chạy dữ ha. Còn miếng muối vô cho ra nhớt rồi mình đem mình nướng. Rửa. Có nước muối vô ngâm đó. Ngâm nó xíu rồi. Ừ, rửa nhớt. Ra nhớt ha. Ừ. Nhiều lắm, cho người ta lộn rồi. Cái này nó cháy dữ hả mà? Cháy nó có than. Tôi thấy nó đâu có ấy đâu rồi, thật có than ta, nó không có. Vậy chứ nó chắc quá. Dạ. Cái này ăn xong thải đi. Rồi. Giờ xách về nhóm lửa. Dạ. Cái này nó có mấy cái dụng gỗ à, nhúm lẹ. Mày bữa củi nó nát. Mấy cái vỏ dừa nó vừa có dầu rồi nè, có cái độ xốp nữa, cháy dữ. Nó ra. Nó chịu không nổi lóc ra hả? Nó mặn á. Dạ. Chị Anh Ca lấy thau ụp lại. Ụp lại mình lấy máy. Dạ. Dỗ xe không nha, xe kìa. Dỗ thôi, trong chú Hương Điệp nó lên. Dạ, dạ gần đây nè chú. Dạ. Chú Hương, chú Điệp. Cách đây ha, một cây số à. À, sắp có thang rồi nè chị. Hả? Ao nó cạn rồi xuống lụm mà. 10 con hả? 10 con. À. Thang nó đỏ lắm. Dạ. Con có cần thằng giữa thang đâu xin cho. Dạ. Đè nó xuống rồi về thải nó chung. Chắc chờ nó cháy hết cái này mới nướng được không chị? Bây giờ nó đầy nhóc cái lò rồi. Ừ, để cho nó rụt xuống hết sơn. Cháy xong rồi cái nó xịp xuống à. Ừ. Nó không có cho thì không có. Chị Sơn Ca đang ôm khói nè. Bên này tới 10 con là nhưng mà nhỏ nhỏ không à. Cái này là cá kèo cứng ha. Kèo cứng hả? Chứ cá lóc con á, chưa thành con cá lóc. Nếu mà như con cá cỡ này á là ngay mùng 10 cũng đắt là bán tiền không á mẹ. Rồi, về nước được rồi. À, mùng 10 cũng đắt. Tại vì mấy con này người ta mua dữ lắm. Có rẻ được rồi. Chị nướng một lần luôn hả? Ừ. Cho là lên hết luôn. Cái này bữa con bắt rồi Dũng. Có ai bưng bì. Nó nhỏ xíu. Có ai bưng bì. Kiếm cá bự không ra. À. Sơn bữa bắt cái 2,1 kg luôn đó. Nó cạn nước. Dạ nó cạn nước, nó xuống lụm mà. Đang thử luôn. 2,1 kg Cái này còn mấy cá nhỏ để chiên xù. Cá này còn được được mình nướng cuốn bánh tráng. Này nhét nó xuống lửa hả mày? Không có, để trên nó lên được. Nếu mà thả được đó. Dạ. Nó nhỏ xíu mà. Nhỏ mình không có sợ nó bị sống. Dạ. Thường thường là nó sống ở trên ngay chỗ cái này nè, cái linh đó nè. Dạ. Tại nó lớn quá đó, mình phải quấn lấy chuối lại, nướng cho nó chín, rồi mới dở ra. Còn gì nó chín cái màu đó. Này cá lớn thì mình phải nướng lá chuối, mình quấn để nó đỡ cháy, làm cho nó chín bên trong. Cá nhỏ này chút xíu nó vừa cháy da là cũng chín bên trong rồi. Cá này mà mình không bắt là vài bữa nó cũng chết, này nước cạn queo rồi. Nếu mà mưa như mọi khi là bị cá này nó không có bị chết. Dạ, này mưa trễ quá. Bày cá. Món này là món dân dã nè.
Hồi xưa mà đi ra đồng mà bắt được cá lóc khi mà mình đang làm ruộng đó, thải lên uống rơm nướng luôn. Ừ. Rồi thái mấy cái rau vòng vòng nữa ăn. Hồi xưa đâu có cuốn bún đâu hả mà, cuốn rau thì ăn thôi. Dạ. Cuốn bún vô mình ăn cho nó ngon à. Bên này mẹ đại món cá lóc nướng chui. 10 con cá lóc, mỗi con ký. Quên nữa, 10 con ký. Chứ không phải 10 ký, con ký là 10 ký, con đựng ký. Cái này đựng ký hay sao? Dạ. Nếu mà thường cá lóc bự là nó tầm khoảng 1 con đến 2 con ký à ha. Thường là trung bình là 700-800 gram. Dạ. Ít có khi nào được con mà ngoài kilo luôn. Dạ, hiếm hả? Hiếm nhá. 700-800 gram. Chắc hồi xưa mấy cái ao mà lâu năm hả mẹ, mới có cái mức đó. Có ngoài ký. Cá lớn á. Dạ. Hồi xưa tát ao hội chắc vui lắm nè. Ao hội đó cá bự lắm. Tại vì không có cạn. Dạ. Mấy năm mới cạn. Hồi đó cũng không có lưới để bắt nữa. Cái mà nó cũng khó bắt nữa. Ừ. Cái chừng mà ao chưa cạn thì trần ra rồi thành ra nó còn sống. Cái nó cũng khó bắt nữa. Ai tài lắm nó mới bắt được nó khi còn nước. Nước mênh mông vậy sao bắt nổi. Chứ con cá này sống ở lâu sâu mà, nó đâu có sống gần sát mé. Dạ. Rồi khi mình đụng nó cũng khó bắt được lắm. Chắc hồi xưa cắm câu á mới dễ dính. Dạ. Tại mẹ nãy giờ không cho lửa nó lên á, cho nó từ từ á. Dạ. Nhiều nó mau cháy. Lùi nó sẽ cho thôi. Thơm quá trời thơm rồi. Giờ còn dư than đó mà. Không, than này nó không có dư như than kia. Nhanh tàn. Nhanh tàn. Cái này chút phải người 2-3 con mới ăn mới đủ. Có cỡ hơn nửa cầm tay. Nửa cầm tay. Thân con cạo nữa. Đây con cạo chứ. Còn mấy con nữa nè. Gạt sơ thôi, chút xíu nữa người nào ăn thì tự bóc vỏ ra. Dạ, cho nó đỡ dính thôi. À, đếm coi mấy con này. 1 2 3 4 5 6 7 8, hai con nữa. Mẹ ra mắt hết ba con tưởng nhảy vô hồ. Nãy nó nhảy ra ngoài, chị Sơn Ca thấy tao ụp. Mẹ tưởng đâu là nó chạy đi đâu mất hết ba con. Ờ, sẵn còn than. Mình nướng khô mực để bỏ than uổng ha. Than nướng cái gì cũng ngon. Này mình nướng xong mình đập ra thì không có sợ khói dơ đâu. Ở dưới quê mà ăn đồ nướng, ăn kiểu nướng mồi vậy quen rồi. Bữa con bắt nguyên ổ luôn. À, phải cỡ 20 con cá trục cứng á. Ờ hả? Dạ. Ổ gì nè sư? Ổ là hả? Ổ luôn á, ổ xách cái thùng thiết mà dục đi xuống tuốt với bà Tấm Anh đó. Trời ơi, nhìn thấy mà mê luôn. Cá chạch, cá nhiều cũng có mà con cá rô con nào nó bự bự mà một ổ nó chạy nó làm cho một ổ mà trời hốt không á. Dạ. Hồi xưa cá nhiều quá. Lỗ chiên trâu thì con cá rô mè trong đó vậy đó. Dữ vậy hả? Chủ đường bà Tấm. Dạ. Này rau thơm hay gì? Rau thơm. Quý. Này nếu có thời gian đi hái mấy cái rau rừng á, ngon lắm. Lá bồ đề ăn cũng ngon vậy không? Ừ, bữa lá bồ đề. Mẹ về bên ngoại hái ăn cuốn bánh tráng ngon. Lá bồ đề, lá xài, lá cốc. Dạ. Chị Sơn Ca nấu cơm chưa? Xong rồi Sơn. Nấu cơm rồi. Rồi ra phụ nướng ở lặt rau đi cho ăn cá nướng. Rau rồi ăn cá. Rau ăn cá.
Nướng tinh chục con chưa bao giờ mà con nướng cá lóc nhiều vậy á Dũng. Tại vì cá lóc bự lắm, mà bữa nay nướng cá cực cứng 10 con luôn. Nghe hết hồn. Em thích ăn rau này nè chị. Này là salad. Với rau giáp cá. Thích giáp cá nhất luôn. Dạ. Cái rau đó dễ ăn lắm. Dễ ăn. Cái rau quế này cũng có vị thuốc hả Sơn Ca? Đàm hay là nó hay có nói sơ bằng á. Với lại thịt kho, thịt kho tiêu. Thịt kho tiêu canh bí hả? Rồi còn một con cá phi nó canh chua nữa. À. Thì Dũ cho á. Bữa nay cá quá chừng luôn, Dũ cho cá rồi đi bắt hả? Còn mới cá rô á để hôm nào mình chiên xù đó, chiên giòn. Ngoài nè. Ngoại lặt rau giỏi lắm á, bắt ngoại tỏ lắm. Dì Út giao lại cho bà ngoại rồi. Không biết ngoại ăn cá lóc nướng trui không ha? Hỏi ngoại thử. Ngoại ghiền món đó. Ngoại, ngoại ăn cá lóc nướng ha. Ăn cơm rồi no quá. No là. Dạ. Thơm không ngoại? Thơm. Ngoại khen rau thơm. Ngoại thấy đường không? Thấy. Ngoại mắt tỏ lắm. Dạ, vừa thơm mà. Rồi cho con nghe. Ừ. Này đã. Ngồi chờ. Đám dỗ ngồi chờ cùi thơm với hột xoài. Cái dầu lắm à. Nó mới mềm. Khoái vô bếp nha, mẹ làm mình ăn dụ. Sơn mẹ nhắc cái Sơn còn nhớ ngon, mỗi lần mẹ nấu canh á, cái mẹ nấu cỡ chục con cá kèo vậy á, lấy xương cá không? Cái ngòi mứt. Cái ngòi mứt mẹ lấy thịt ra cái giờ lấy cái xương. Dạ. Nhưng mà không có lấy hết thịt, chừa cho nó mất. Cái này là cái đó ngon lắm. Con Sơn rồi đó. Cái đó về cái xương cá là không có ai mất. Tại vì mẹ với chị chẳng có gì không, rất là ngon. Mà cái xương cá chứ đâu có thịt đâu à. Nhưng mà mẹ không có tuốt sạch. Mẹ chờ lại cho cái đầu cá với cái xương còn dính hết thịt. Tại vì sao nhiều kỷ niệm quá mà mẹ không xương mua sao được. Nhà nghèo mà. Còn cô Mười thì chờ cho chị mất nhớ hoài luôn hả? Ở với nội đó cá thơm dữ dằn. Cô Mười ha, nấu cả tô cá luôn vậy đó. Nói chứ cũng có 15 con cá bự à. Thế vậy cái mẹ ngồi bà múp bà Mười á. Mười má gì cá lóc á. Chắc có nhiều kỷ niệm giống như nhà con đó. Tại vì như ăn canh chua mắm ruốc á gì không? Canh chua lạc, canh chua chay nè. Ăn mấy cái món đó là không có cần tiền đâu. Hoặc là trứng gà chiên cơm. Trứng gà chiên cơm là ngon lắm. Chứ còn hiếm khi là còn phải chiên không à. Con gà nó đẻ rồi mới được chiên cơm á. Thấy gà đẻ thì không có mỡ chiên là ngon lắm rồi đó Sơn. Dạ. Tóc mỡ là quá đã luôn. Tóc mỡ là đi học đó. Trời đó ăn mỡ chứ không có ăn dầu. Dạ. Sau này mấy nơi tưởng mỡ mới ăn dầu. Có bánh tráng không cần cần. Mắm nêm mẹ pha rất là ngon nè. Mắm nêm với thơm. Đây rau sống ha. Mẹ ăn cơm rồi mẹ ăn cuốn thôi. Dạ, ngoại ăn miếng cho vui. Mẹ cuốn đi, mẹ cuốn đi. No đây. Rồi, đây có 10 con cá. Ở nhà mình có khoảng 5 người, mỗi người 2 con. Vậy tính bằng con người được 2 con. Người được 2 con cá lóc. 2 cá lóc nhỏ xíu. Dạ, kém vậy. Cái này phải lấy xương cho ngoại để ngoại không thấy. Để cho ngoại ăn miếng. Ngồi đi. Cho ngoại trước đi. Dạ. Để cái đầu bỏ lại. Để có ngỡ thật. Đừng cho ngoại ăn cái đầu ạ. Ngoại kêu bẻ đầu bỏ lại. Dạ. Ngoại dặn rồi đó nghe. Dạ, xương 4 hút 3. Dạ. Cái này mình ăn mình bóc vậy nè. Chứ không bóc vậy là không ăn được đâu. Mắm nêm mà măng chắc là. Còn còn khoai mắm nêm nữa. Cái này mà chấm nước mắm là con không ăn á. Ăn với công mình uổng. À, bây giờ mình bắt đầu làm tham gia nghe. Có chén nè, cho con chén. Chén này hả? Có chén. Cái này rồi. Nó
Tại hôm nay mình dừng video đây ha. Cảm ơn bà con, hẹn gặp lại.